Có nhiều chị hỏi mình đó là cái món súp bào ngư sôi thịt con cá thành phần trong đó có những gì vậy em? Thì em chị ấy vào bếp để xem Phúc Lân làm cái món này nha. Khi anh chị đặt món giao tới nhà, súp sẽ được nấu trong kho đất thế này để giao đến nơi vẫn còn nóng hổi. Món súp này sẽ gồm có hai con bào ngư Hàn Quốc nhỏ nè, rồi ba cầu sò đẹp Nhật mini, một con tôm thẻ và bông bóng cá. Cái bông bóng cá này là thành phần bổ nhất của con cá, nó rất là giàu canxi, đó, tốt cho trẻ em nè, phụ nữ mang thai và người lớn tuổi nha. Rồi đây là nấm đông trùng hạ thảo, rồi nấm đông cô, đó, hai cái loại nấm này thì giúp ngủ ngon và tăng cường sức khỏe nha. Một số súp thế này là phù hợp cho một người ăn nè. Đó, khi anh chị đặt món giao tới nhà thì súp sẽ được nấu trong hố đất thế này rất là nóng luôn nha. Đó, và mình sẽ quấn thêm màng nhôm, đây là màng bọc thực phẩm trước nè. À, món súp này sẽ được ăn kèm với giá ngò nha. Đó, giá được lặt trắng tinh nè, trắng tinh như ngọc trinh luôn. Rồi cho vô hộp. Còn đây là súp chấm siêu ngon của Lạc Vũ. Cái món súp này nó có một sự huyền diệu là sẽ tạo ra một mùi vị mới khi cho vào súp. À, khi đặt súp á, thì anh chị cứ ăn hết 1/2 thố súp nha. Rồi sau khi ăn hết 1/2 thố đó, mình sẽ lấy một cái muỗng súp này, lấy một muỗng súp này cho vào hố súp, quậy đều lên là mình sẽ được thưởng thức một cái mùi vị súp thơm ngon hoàn toàn mới nha. Khi chị đặt món giao tới nhà, súp sẽ được nấu trong toilet, quấn màng nhôm thế nhiệt thế này, giữ nóng rất là lâu nha, được tới 1 tiếng hoặc hơn rồi đó. Súp giá ngò ăn kèm này và súp chấm nè, súp đóng hộp gửi kèm. Đây là đũa nha. Và đây nó sẽ có một cái hướng dẫn cái cách thưởng thức cái món súp này và cách hâm nóng. Đó, anh chị có mua mà biếu tặng cho người thân của mình hoặc là gửi về quê là cũng yên tâm là biết người nhà mình sẽ biết cách dùng nha. Đó, anh chị muốn đặt cái súp vào ngư sôi đẹp bóng cá này để thưởng thức hoặc là làm quà biếu tặng người thân thì cứ nhắn Zalo hoặc là gọi ngay số hotline của nhà hàng Lạc Bửu.